BKAV xin kính chào quý khách hàng. Trong video này, BKAV sẽ hướng dẫn quý khách hàng sử dụng nền tảng quản lý hóa đơn đầu vào BKAV e-quản lý hóa đơn. Trước hết, anh chị truy cập và đăng nhập nền tảng BKAV e-quản lý hóa đơn theo đường dẫn e-quản-lý-hóa-đơn.vn. Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện trang chủ hiển thị các chức năng tổng quan, hóa đơn đầu vào, tra cứu thông tin người nộp thuế, báo cáo, quản lý đơn vị và quản trị hệ thống. Đầu tiên, chức năng tổng quan. Tại đây hiển thị báo cáo tổng quan về tình hình đồng bộ hóa đơn đầu vào, hóa đơn chưa hạch toán, hóa đơn quá hạn hạch toán, hóa đơn sai sót. Anh chị bấm xem chi tiết để chuyển đến danh sách hóa đơn đầu vào tương ứng. Thống kê hóa đơn mua vào. Hiển thị biểu đồ thống kê số lượng hóa đơn mua vào đã đồng bộ, hóa đơn đã hạch toán và hóa đơn không hạch toán. Anh chị có thể thống kê hóa đơn mua vào tùy theo nhu cầu của đơn vị. Thống kê người bán tạm ngưng, giải thể, bị thu hồi giấy phép kinh doanh, bỏ trốn. Tại đây hiển thị danh sách người bán có trạng thái mã số thuế hiện đang không hoạt động. Anh chị bấm xem chi tiết, nền tảng sẽ tự động chuyển đến danh sách hóa đơn đầu vào và hiển thị danh sách hóa đơn đã nhận từ người bán có mã số thuế không hợp lệ. Thứ hai, chức năng hóa đơn đầu vào. Cho phép đồng bộ và quản lý danh sách hóa đơn đầu vào, bao gồm các thông tin của hóa đơn như mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên người bán, mã số thuế, tổng tiền, trạng thái hóa đơn. Anh chị có thể bấm vào biểu tượng kính lúp để xem hóa đơn. Ngoài ra, khi bấm vào biểu tượng 3 chấm, sẽ hiển thị một số chức năng khác như đồng bộ lại, kết xuất XML, in hóa đơn, đính kèm chứng từ, đánh dấu không hạch toán và xem lịch sử của hóa đơn. Nền tảng tự động đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào hàng ngày. Trường hợp trong ngày phát sinh hóa đơn đầu vào mới, anh chị có thể bấm đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào để đồng bộ hóa đơn mới. Anh chị lưu ý, biên lai không được đồng bộ lên hệ thống tổng cục thuế. Do đó, anh chị thực hiện nhập dữ liệu các loại hóa đơn này lên nền tảng e-quản lý hóa đơn bằng cách bấm thêm mới hóa đơn và nhập thông tin của hóa đơn. Anh chị bấm xem hóa đơn để xem lại hóa đơn đã nhập. Trường hợp cần sửa, anh chị bấm sửa hóa đơn. Để tìm kiếm hóa đơn, anh chị nhập mã số thuế hoặc tên người bán trên thanh tìm kiếm. Bấm biểu tượng kính lúp để tìm. Ngoài ra, anh chị có thể bấm vào tìm kiếm nâng cao và nhập các điều kiện để tăng độ chính xác khi tìm kiếm. Chức năng kết xuất Excel hóa đơn hỗ trợ anh chị kết xuất dữ liệu phục vụ cho nghiệp vụ kế toán. Anh chị có thể kết xuất theo mẫu tổng hợp, mẫu chi tiết hoặc theo chuẩn của các phần mềm kế toán thông dụng. Để hỗ trợ anh chị trong quá trình kê khai hóa đơn đầu vào, nền tảng cung cấp chức năng đánh dấu hạch toán, không hạch toán hóa đơn và cảnh báo nhắc nhở anh chị khi hóa đơn đến hạn hạch toán. Tại giao diện hóa đơn đầu vào, nền tảng hiển thị hạn hạch toán và trạng thái hạch toán của từng hóa đơn. Với những hóa đơn đến hạn, anh chị bấm hạch toán để đánh dấu hạch toán hóa đơn này. Trường hợp cần hạch toán nhiều hóa đơn cùng lúc, anh chị tích chọn những hóa đơn cần hạch toán và bấm hạch toán các hóa đơn được chọn. Hoặc bấm hạch toán tất cả hóa đơn chưa hạch toán để hạch toán các hóa đơn trạng thái CHT. Sau khi đánh dấu, hóa đơn chuyển trạng thái hóa đơn đã hạch toán, DHT. Đối với hóa đơn không hạch toán, anh chị bấm biểu tượng 3 chấm, chọn không hạch toán để đánh dấu không hạch toán hóa đơn này. Trường hợp cần đánh dấu không hạch toán cho nhiều hóa đơn, anh chị tích chọn hóa đơn cần đánh dấu và bấm không hạch toán các hóa đơn được chọn. Hoặc bấm không hạch toán tất cả hóa đơn chưa hạch toán để đánh dấu không hạch toán các hóa đơn trạng thái CHT. Sau khi đánh dấu,
hóa đơn chuyển trạng thái hóa đơn không hạch toán, KHT. Thứ ba, chức năng tra cứu thông tin người nộp thuế. Cho phép tra cứu thông tin hoạt động của người nộp thuế theo mã số thuế. Anh chị nhập mã số thuế, rồi bấm tra cứu người nộp thuế. Anh chị có thể tra cứu nhiều mã số thuế cùng lúc bằng cách nhập lần lượt các mã số thuế cần tra cứu. Mỗi mã số thuế cách nhau bởi dấu phẩy. Nền tảng hiển thị kết quả theo mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ và trạng thái hoạt động của mã số thuế đã tra. Thứ tư, chức năng báo cáo. Cho phép thống kê và kết xuất bảng kê hóa đơn đầu vào. Anh chị có thể thống kê báo cáo theo 3 loại. Bảng kê hóa đơn đầu vào, tổng hợp tất cả các hóa đơn trong kỳ. Bảng kê hóa đơn đã hạch toán, tổng hợp tất cả hóa đơn đã hạch toán trong kỳ. Bảng kê hóa đơn không hạch toán. Anh chị chọn kỳ báo cáo cần thống kê, trạng thái hóa đơn, mẫu số, ký hiệu của các hóa đơn cần thống kê. Anh chị bấm kết xuất Excel báo cáo hóa đơn để tải dữ liệu về máy. Thứ 5, chức năng quản lý đơn vị. Tại đây hỗ trợ các tính năng như cấu hình hạn hạch toán. Chức năng này hỗ trợ cảnh báo đến anh chị về hạn hạch toán hóa đơn mua vào, hỗ trợ anh chị kịp thời trong việc báo cáo thuế không bị sai sót. Anh chị chọn ngày và thời hạn hạch toán theo kỳ kê khai đã đăng ký với cơ quan thuế. Bấm ghi lại để cấu hình. Khóa sổ kế toán. Đây là bước cuối cùng của quá trình ghi sổ kế toán. Khi anh chị chọn khóa sổ kế toán, nền tảng sẽ dừng kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn có ngày phát hành từ ngày khóa sổ kế toán trở về trước. Các hóa đơn chưa hạch toán có ngày hóa đơn nhỏ hơn hoặc bằng ngày khóa sổ sẽ tự động chuyển sang trạng thái không hạch toán. Anh chị chọn ngày cần khóa sổ kế toán, bấm ghi lại. Ngừng kết nối với Tổng cục Thuế. Trường hợp cần ngừng đồng bộ dữ liệu hóa đơn đầu vào từ Tổng cục Thuế, anh chị bấm ngừng kết nối với Tổng cục Thuế. Cấu hình thông số email nhận hóa đơn. Chức năng này hỗ trợ để kịp thời phát hiện và cảnh báo đến anh chị các hóa đơn bị hủy từ người bán. Tại đây anh chị nhập email nhận thông báo hóa đơn có sai sót từ hệ thống Tổng cục Thuế. Thứ 6, chức năng quản trị hệ thống. Cho phép quản lý thông tin tài khoản và phân quyền tài khoản thành viên. Để tạo tài khoản thành viên, anh chị bấm thêm mới và nhập thông tin tạo tài khoản. Sau đó bấm ghi lại. Đối với những tài khoản thành viên đã tạo thành công, anh chị có thể xóa, sửa hoặc đổi mật khẩu. Như vậy, BKAV đã hướng dẫn anh chị sử dụng nền tảng quản lý hóa đơn đầu vào BKAV e-quản lý hóa đơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.